Sau thời gian dài câu giờ, cuối cùng lái xe cũng chịu hợp tác trong việc kiểm tra nồng độ cồn. Kết quả lái xe này đã vi phạm nồng độ cồn với mức 0,98mg trên lít khí thở, hơn gấp đôi so với mức vi phạm cao nhất và bị phạt 35 triệu đồng, tức bằng lái 23 tháng, tạm giữ xe 7 ngày. Cái việc xử lý ở đây để mang đến cái tính răn đe đối với cả những cái người thân xung quanh hay đối với cả những cái trường hợp tham gia giao thông khác. Đã có 2 trường hợp vi phạm nồng độ cồn ở mức kịch khung trong gần 2 tiếng kiểm tra nồng độ cồn ở đây. Đây là phố có nhiều nhà hàng, quán ăn. Việc vi phạm nồng độ cồn khi lái xe xảy ra khá phổ biến, bao gồm cả ô tô và xe máy. Trong trường hợp mà chống đối, chúng tôi là cũng xác minh nóng biển kiểm soát phương tiện để xác định được là chủ xe có địa chỉ ở đâu và từ đó chúng tôi phối kết hợp với công an phường sở tại. Từ nay đến Tết Nguyên đán, đặc biệt là trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng thì Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội sẽ tập trung toàn bộ quân số để đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Trong đó chú trọng hai vấn đề nổi cộm là xe vi phạm dừng đỗ sai quy định và vi phạm chất kích thích khi tham gia giao thông.